Hello, xin chào các bạn. Hôm nay Lân sẽ làm cái video này hướng dẫn cho các bạn sử dụng một cái phần mềm đổi đuôi cực nhanh trên máy tính. Sẽ có một số phần mềm nó sẽ không đổi được cái đuôi dạng web sang IP4, thì cái phần mềm này làm được điều đó. Và đặc biệt là nó đổi được rất là nhiều định dạng file đuôi khác nhau. Cái phần mềm này nó có tên Xmeria Code. Thì các bạn cứ search cái từ khóa này trên Google thì nó sẽ ra trang web của cái phần mềm này. Rồi các bạn vào mục download nè. Rồi các bạn coi cái win của máy tính mình là win bao nhiêu. Thì các bạn chọn, như win của Lân là 64 bit thì Lân chọn 64 bit. Các bạn nhấp vào download ở dưới này và các bạn cài đặt như bình thường. Đây là cái chương trình của nó nè, Xmeria Record. Các bạn nhấp đúp lên để các bạn sử dụng. Thì cái chương trình này nó cũng rất là đơn giản. Nó sẽ có cái mục cho mình mở file nè. Rồi có chỗ để mình lưu lại nè. Ví dụ như Lân lưu vào video của OC. Rồi bây giờ Lân sẽ có ba cái file dạng web video. Thì các bạn thấy để ý đây là vì một cái file dài 30 phút, nặng 237 MB, đuôi là web video. Rồi Lân sẽ bỏ cái file này vào đây. Các bạn mở open nó lên. Rồi chọn nó và các bạn open nó lên. Rồi các bạn nhấp vào cái file mình cần đổi nè. Rồi Lân sẽ kéo dài ra. Đây là web video ha. Độ dài là 27 phút. Rồi các bạn theo cái mục format này, các bạn chọn nó là MP4 cho mình. Đó, MP4. Kéo xuống chọn MP4. Rồi tiếp theo đó là bên mục video. Video thì các bạn coi cái mục mode nè. Các bạn chọn nó về copy. Đó, là mình chỉ chú ý hai cái phần này thôi. Rồi sau đó các bạn chọn là cái tên này. Và các bạn chọn đó là add to request. Sau khi nhấn vào thì nó sẽ sáng lên cái mục encoder này. Là các bạn chỉ việc nhấn encoder này thôi. Phần mềm này đổi đuôi rất là nhanh, thì nhanh hơn tất cả các phần mềm mình đã từng sử dụng qua luôn á. Cái video này của mình dài gần 30 phút mà nó chỉ đổi trong vòng 21 giây. Ok. Rồi. Sau khi đổi xong thì các bạn vào cái này. Rồi các bạn coi lại, đó bây giờ nó đã sang nó là MP4. Rồi ví dụ như các bạn muốn đổi hàng loạt, như Lân sẽ xóa này đi ha, remove nó nè. Nếu các bạn muốn đổi hàng loạt thì các bạn open nó lên, chọn những cái file còn lại, open nó. Đó. Rồi các bạn chọn đổi nó về MP4 và bên này là copy. Giữ control, các bạn click để chọn ra hai file hoặc là nhiều file. Rồi các bạn chọn add to require. Tiếp theo đó là encode nó. Bị lỗi à. Nếu Lân thấy là nếu mà đổi từng video, từng video một thì nó không bị lỗi. Còn nếu mình đổi nhiều video cùng lúc thì nó dễ bị dăng phần mềm. Cách khắc phục là các bạn, nó bị dăng xong các bạn làm lại lần nữa là nó không bị. Ok. Các bạn nhớ cái tên phần mềm đó là Xmeria Record. Nếu video này hữu ích thì các bạn hãy like và share video này cho mọi người cùng biết. Và xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.